Nó có nhiều người cứ nói thấy chồng người ta thấy ham, về nhà thấy chồng muốn khóc. Có nhiều anh nó thấy vợ người ta thấy mừng, về nhà thấy vợ muốn kêu công an bắt. Có nghĩa là chánh báo của những người đó không có trang nghiêm, hay nói đơn giản phước đức họ không có, sự tu tập họ không có. Nhưng mà bây giờ không có rồi, mình gặp cái cảnh vậy rồi mình làm sao? Đức Phật dạy chánh niệm rất là hay đó. Tức là chúng ta phải sống với hiện tại, ngay nơi cuộc sống này, chi phối mình bởi chuyện đổi thay của lòng người, đổi thay của thế cuộc. Chúng ta thấy rõ nó là cái bị thấy. Chúng ta nghe rõ nó để biết nó là cái bị nghe. Chúng ta hiểu nó để biết nó là cái bị hiểu, và hoàn toàn không bị nó chi phối mình nữa. Đó gọi là chánh niệm. Thì cuộc sống này chúng ta không có chánh niệm là chúng ta khổ đau. Quý vị có đồng ý không? Sao im ru hết trơn á trời ơi. Đồng ý mà yếu xìu. Có nghĩa là thôi chánh niệm thầy giữ đi. Chứ bây giờ ngày nào chả cũng sáng sai chiều xỉn, tránh gì nổi nữa. Cái này là tránh. Tránh ra. Có mấy cô tới thang á, con nói thiệt với thầy á, cũng muốn tu dữ lắm nhưng mà ngày nào cũng sai cũng xỉn, sao chịu đời cho nổi. Đi thôi, về nhà là kiếm chuyện gây gỗ. Phải công nhận một điều, đó là cái cuộc sống này nó khổ nhiều quá. Những lúc khổ đó chúng ta không tu được. Thầy có biết một gia đình đó, không biết vì lý do gì hai vợ chồng không có thuận bờm xuôi gió giống như ngày xưa. Và người vợ này là đi về nhà cha mẹ mình ở một tuần, chỉ tới một lần thôi, con cái cũng lớn hết rồi, ngoài 40. Người chồng thì không có trách nhiệm, ngày nào cũng đi nhậu đi nhẹt hết, nhậu nhẹt về rồi kiếm chuyện đập đồ chửi vợ. Thì quý vị biết, tới một lúc đó cái cô vợ này không chấp nhận được mới lên tiếng, mới cãi lại. Thì người chồng này vũ phu tới cái mức đánh người vợ này gãy hai cái giò. Khi thầy nghe thì thấy bất nhẫn quá, xong rồi bỏ đi. Rồi cái thằng con ở trong nhà đó, nó cũng 15 tuổi rồi, nó cũng không biết gì hết á, nó ngồi đó nó khóc. Tới chừng á, nó cũng không biết can biết gì, nó kêu cái người anh bà con đó bên hàng xóm chạy qua, kế bên nó chạy qua là cái người vợ này bất tỉnh, người mẹ nó bất tỉnh rồi, chở đi nhà thương. Rồi đưa đi bệnh viện. Rồi mẹ của cái cô này với em của cô này mới kêu công an tới bắt cái người con rể này làm đơn thưa. Mà cái người chồng này không có trách nhiệm gì hết. Đi đá gà, đi nhậu, đi đâu mấy ngày, không tới thăm vợ. Thật tình mà nói thầy nghe, thầy thấy bức xúc quá. Nếu mà thầy là thủ tướng, thầy ký quyết định bắt cái ông đó liền. Xong rồi xử tội ổng. Tức là đem cho ổng đứng đó, phát ra 100 cái cây cho 100 người phụ nữ đi ngang quất vô cặn ổng một cái. Không, quất không cho gãy, cho chừa cái tật. Có ác quá không quý vị? Có ác quá không? Trời đất ơi. Chứng tỏ quý vị còn ác hơn thầy. Thì khi cái người vợ này tỉnh lại, quý vị biết cổ làm gì không? Lén lén làm đơn bãi nại. Thầy hỏi tại sao? Chỉ nó con cái nó lớn rồi, nó mà nghe nó buồn. Thôi, khổ cũng đã khổ rồi, gãy cũng đã gãy rồi, bây giờ cho nó bình yên đi, để cho lành lặn, xong rồi về rồi tính. Thầy hỏi tính gì? Ly hôn. Xong rồi ngồi khóc. Thế nhưng mà con của con đó, nó cần cha lắm. Dù ổng vũ phu thiệt, nhưng mà có ổng ở trong nhà nó cũng đỡ. Bây giờ thôi ly thân đi theo thầy. Nó ăn gì đạo Phật.
không dám xía vô chuyện này nữa. Thầy mới nói trước mắt là chị đã khổ quá nhiều rồi, chị nên sám hối nghiệp chướng đi. Bây giờ cuộc sống nó đã tới cái mức không thể chấp nhận được thì sống chung đâu có an lạc nữa, đâu có bình yên nữa, thì thôi chấp nhận chia cách đi. Chị nói đi vòng vòng rồi cũng gặp chả nữa, tại vì con về nhà mấy lần ổng cũng đi kéo con trở lại. Thầy nói đâu có kéo, kéo là chuyện của ổng, chị tự đi theo ổng mới là ghê. Chị nói đâu có thầy, nhưng mà thấy tội nghiệp con đi về con nấu cơm thôi. Đi về nấu cơm rồi còn cái gì nữa, phải không mấy cô? Cho nên thầy thấy cũng tội nghiệp với cô, rất là nhẹ dạ yếu lòng. Phụ nữ khó giữ chánh niệm hơn đàn ông. Vì sao? Vì cái tâm của mình nó yếu mềm và luôn nghĩ tới những cái chuyện mà không có được, sợ con cái nó buồn nè. Tại vì có một đứa con nó đi làm ngoại quốc, nó mà nghe vậy nó sao nó chịu đựng được, rồi nó bức xúc rồi nó bị cái này cái kia rồi làm sao, rồi đứa con ở đây còn đang học rồi ai lo. Cứ như vậy mà không giải quyết được, thử hỏi trong cuộc sống này bao nhiêu người phụ nữ phải chịu khổ đau trong cảnh đó. Hỏi tu kiểu nào đây quý vị? Tu kiểu nào? Bác Diệu Ngọc hả? Diệu Ngôn, bác giúp giùm thầy coi, chỉ cho cái cô đó bây giờ tu kiểu nào với một người chồng vũ phu như vậy hả? Tu tâm là tu làm sao? Tu trong bụng. Trời ơi, nói què cả làng. Ai mà không biết tu tâm, ai mà không biết tu trong bụng, chứ không lẽ là đứng giữa làng, trời ơi tôi tu nghe, bà con hàng xóm ơi tôi đang tu nghe, không lẽ đi ra là như vậy. Thương con phải chịu thôi hả? Gặp thầy là thôi dẹp, không có nấu cơm nấu nước gì hết á. Sao bác? Hỷ xả hả? Nó đập cho gãy giò mà còn hỷ cái gì mà xả cái gì nữa. Mai mốt nó chặt cái đầu ra luôn á. À gì đào Phật. Thầy sân si dân bác này. Bác trả lời đó là cái nghiệp của mình nữa, còn tránh cái gì nữa. Quý vị đồng ý với quan điểm bác này không? Dạ rất là chính xác. Đó là cái nghiệp của mình. Nhưng mà bây giờ làm sao để mình có thể bình yên trong cái nghiệp đó? Không lẽ là cứ vài ba ngày cho đập gãy giò, rồi giờ gãy hai cái giò, tới gãy cái gì nữa? Sắp tới sẽ tới gãy răng, rồi gãy ba sườn, rồi gãy tay, rồi cuối cùng gãy gánh. Sám hối để giải cho nghiệp chướng hả? Sám hối làm sao? Nó sắp cái cây lên nó rượt mà nó chạy ra, sám hối kiểu gì? Lúc đó đứng lại Nam Mô A Di Đà Phật hả? Nó rượt thì mình chạy. Chạy lại nó không? Không lỡ rồi nó đập cho gãy giò nữa là sám hối kiểu gì? Thì mình lết đó trời. Thầy thấy không ổn rồi đó. Trời, nó đập cho què giò rồi lết sám hối kiểu gì? Hả? Thầy ủng hộ ly hôn, không có cãi nữa. Ly hôn cũng được. Tội nghiệp cho hai đứa con. Đó là một vấn đề nan giải trong cuộc sống. Đức Phật đã dạy chúng ta sự hiện diện của mình đem đến bình yên cho người khác, an lạc cho người khác, mình đến. Còn mình đến chỗ nào sự hiện diện của mình làm cho người khác đau khổ thì mình nên tránh đi. Mình không đủ sức để đối diện với nghiệp đó, thầy nghĩ nên nghe theo lời Đức Phật, tránh đi. Đâu có đủ sức để chuyển